Thử hỏi các bạn có ai lì như Vũ không nè. Giờ trời chưa nắng, 11 giờ trưa ha. Ở đây là bây giờ khoảng chừng 95 độ, 95 độ F ha. Trời chưa nóng nắng vậy nè. Không, phải mặc áo tay dài nè ha, mặc quần dài nè. Đó, xong rồi bắt ghế, nó leo lên. Đó, chui chui lên mấy cái lỗ nè. Đó. Lỗ của mấy cái danh dây nè. Đó. Danh dây của Vũ lên không? Đó. Leo lên đây. Rồi sơ cho các bạn coi nha. Đó, leo lên đây. Xong bắt đầu lặt mấy cái phấn hoa nè, phấn này ha. Đó. Đó, phấn hoa nè. Đó, xong rồi đi qua chích 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 cho mấy cái bông khác đó, vậy đi cho thụ phấn trên dây nè ha. Đó, khổ không? Khổ dễ sợ luôn á, giờ này chưa nắng nè không? Mà cái dàn trên dây của Vũ hôm nay thấy khủng khiếp chưa? Đó. Vòng quanh qua bên đây nè, qua tới bên kia luôn, sau lưng cái cây này cũng có luôn đó, bông quá trời luôn. Cũng không phải là muốn làm vậy đâu, mà ở đây đó, ở Arizona này đó, nếu mà không làm vậy đó là nó sẽ không bao giờ đậu trái. Chanh dây mà ở Arizona này không hiểu lý do tại sao nó không có thể nào tự đậu trái được. Ông bướm á, thì nó cũng dữ, thấy cũng có con hummingbird với lại con bi, con ong này kia, nó có đậu vô cái bông nhiều khi, nhưng mà cái khoảng cách đó, cái khoảng cách mà cái này cái phấn ở dưới nè, nó phải đụng lên trên cái này, nhưng mà cái khoảng cách nó xa quá đi, cái con ong ở đây nó không có đủ bự, chắc nó có lẽ nên không có đủ bự để mà nó đụng lên đây nè, cho nên nó không thể nào mà thụ phấn được hết á. Chanh dây thì không có thể nào mà thụ phấn bằng gió được, tại vì cái phấn của nó đó là nó ướt ướt, nó dính dính mà nó không có thể nào mà bay được hết á, cho nên gió nó không có làm được gì hết á. Đó, cực khổ như này, trời chưa nắng á, tại vì sáng sớm thì nó không mở, sáng sớm thì cái phấn nó chưa có mở ra, cái bông nó chưa có mở, tới chừng mà 10 giờ, 11 giờ, 12 giờ chưa nóng giống vậy nè. Đó, thì cái bông nó mới mở. Mà các bạn coi bây giờ nó leo lên cao như nóc nhà của Vũ luôn kìa. Bây giờ mấy cái bông trên đó là bó tay rồi, đâu có lên trên cao đó được đâu, cho nên chịu rồi. Giờ nó bò lên, sắp bò lên tới nóc nhà luôn rồi nè, thấy không, nóc nhà ở trên nè. Đó, còn chút xíu nữa là nó gán, nó muốn nó bò lên nóc nhà luôn đó, thấy không. Đó, còn cái này là bạn coi nè, qua tới bên đây nè, qua tới bên đây cũng có nè, làm mấy cái dây nó leo quá, bây giờ nó leo tùm lum tùm la hết luôn, không có thể nào mà quản lý nó nổi nữa luôn á. Nó muốn leo đâu nó leo, bữa giờ Vũ cũng cắt dữ lắm rồi, cũng làm dữ lắm đó, nhưng mà giờ là nó muốn leo đâu nó leo, làm gì được nó đâu. Nó ai nói Arizona trồng chanh dây không được, trồng chanh dây được nhưng nó sẽ không có tự đậu trái, mình phải thụ phấn cho nó. Còn khổ nữa, cái loại bên này nè, cái loại mà cái bông mà cái trái chanh dây mà màu xanh á, màu xanh với vàng á, cái bông này nè, thụ phấn hoài mà nó không có đậu trái nữa, tại vì nó phải cần một cái dây khác, tức nghĩa là một cái dây mà khác dòng họ với nó không có liên quan gì tới dòng họ của nó đó, thì nó mới đậu trái. Vũ thử chứ, xin lỗi, không phải là liên quan tới dòng họ mà là không cùng dòng họ nhưng mà không có cùng chung huyết thống. Phức tạp vậy đó, tại vì Vũ có thử lấy cái phấn hoa của cái thằng này nè, Frederick này nè ha. Thụ qua cái thằng này cũng không được. Bây giờ nó cần cái phấn của riêng nó, nhưng mà phải làm một cái cây khác từ cái hộp khác đó. Chứ bây giờ mà Vũ mà cắt cái cành này đúng không, mà Vũ dăm cái cành này mà ra cái cây mới á, nó cũng không được. Nó phải là từ một cái hộp khác, tức nghĩa là cái DNA của nó phải khác một chút á, thì nó mới được. Rắc rối, nghe người ta nói vậy đó, nhưng mà Vũ cũng không chắc chắn nữa. Ở đây nè, mà vẫn không hiểu tại sao nó đại đậu được mấy trái, nó cũng đậu nhưng mà nó rất là ít, cái xác suất của nó rất là ít nè, nó đậu được một trái nè. Trái này là cái trái mà cái bông màu tím nè, không, chứ không phải là cái bông màu trắng nha. Đó, quá trời luôn nè bạn, thấy không. Đó, có ai mà lì như Vũ không? Giỏi thì đừng có nói giỏi hay là gì, mà có ai lì như Vũ không? Ok, thôi, cảm ơn các bạn đã xem ha. Nếu các bạn thích thì làm ơn like với lại subscribe với lại share giùm nha. Cảm ơn nhiều nha.